mình sẽ chạy vô luôn nha các bạn. Khi vô mình sẽ rẽ vào hướng tay trái, đây là cái nhà bảo tàng nha mọi người. Chính xác là nhà bảo tàng của công an nhân dân nha mọi người. Và đây là một số hình ảnh ở trong viện bảo tàng. Mình có chụp lại vài bức à, để gửi cho mọi người cùng xem. Vợ mình làm cameraman, kim luôn máy lồng tiếng luôn nha mọi người.